Và chúng ta đã hoàn thành thách thức 21 ngày. Trong suốt 21 ngày qua, Yobo và Anna xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi mong rằng trong 21 ngày qua đã góp phần tạo nên một thói quen lành mạnh, một thói quen giúp cho chúng ta có một kết quả sức khỏe cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ có làn da tốt, chúng ta sẽ có vóc dáng thon gọn, chúng ta sẽ tự nhiên đẩy lùi được những lượng mỡ dư thừa, không chỉ ở vùng mỡ dưới da mà cả mỡ nội tạng. Và đặc biệt, chúng ta đã có thiết lập được một thói quen sử dụng thực phẩm tươi trong hàng ngày. Và bạn hãy nhớ rằng là 21 ngày qua chỉ là những cái lúc bắt đầu thôi, chỉ là những cái phần khởi điểm thôi. Và suốt hành trình tới đây, rất là mong bạn hãy tiếp tục duy trì thói quen này. Hãy thay thế một ngày, một bữa thực phẩm và đồ nấu chế biến bình thường bằng một bữa đồ tươi. Bạn có thể sử dụng sinh tố, bạn có thể sử dụng nước ép, bạn có thể ăn salad và thậm chí bạn có thể làm mì ý từ những loại rau củ quả nữa. Anna, một lần nữa xin gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành và chúc cho chúng ta sẽ cùng kiến tạo một cộng đồng thực sự trẻ, khỏe, đẹp từ bên trong. Yeah.